vẫn một cái là nghịch ngay được. Cái bé hiền hiền. Bây giờ mẹ ở đằng sau mấy gian đến nghịch lắm. Có không trời mưa còn đi cơ. Nó nghe, nó nghe chứ. Đi về nhanh, ta cầm chổi bây giờ. Ôi, bọn trẻ con đằng sau không nhận lì thật. Phải những người khác là chạy công đít lên rồi á, bọn nó không. Bọn nó không sợ đây. Yeah.